Hôm 7 tháng 4, binh sĩ Wagner nói Nga đã tiến từ trung tâm Bakhmut đến nơi đông quân Ukraine ở phía Tây. Truyền thông Nga nói 40.000 quân Ukraine tề tựu để cắt hành lang tới Crimea. Mỹ ám chỉ cuộc phản công sắp bắt đầu. Quan chức Ukraine nói Nga giăng bẫy mìn ở tỉnh Zaporizhia. Hàng chục tài liệu mật về Ukraine, Iran và Triều Tiên tiếp tục bị phơi bày. Mỹ sốt vó tìm kẻ chủ mưu. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW khẳng định vụ tài liệu mật bị rò rỉ đã phơi bày nỗi sợ hãi của Nga trước việc Ukraine phản công. Cựu cố vấn tổng thống Ukraine nói Kiev cần một tổng thống khác vì ông Zelensky không thể trị tham nhũng. Trung Quốc nói không bên nào có lợi nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài. Tổ chức nhân đạo ở Kiev đưa 31 trẻ em Ukraine trở về quê hương từ biên giới Nga. Kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 7 tháng 4 cho biết các trận chiến giữa lực lượng Ukraine và Nga tại Bakhmut vẫn đang tiếp tục giữa lúc Nga đang cố gắng giành toàn quyền kiểm soát thành phố trọng điểm miền đông. Theo Bộ Tổng tham mưu, trọng tâm chính các cuộc tấn công của Nga vẫn là các khu vực Bakhmut, Adiivka, Marinka và Liman, nơi các lực lượng Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công trong 24 giờ qua. Cụ thể, trong khu vực Bakhmut, Nga tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công, cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut và tiếp tục các hoạt động chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu cho biết, lực lượng Nga đang tiếp tục cuộc tấn công ở phía nam Bakhmut trong khu vực Adiivka và Marinka, đồng thời cũng cho biết thêm rằng cuộc giao tranh ác liệt nhất trong khu vực này đang diễn ra gần Marinka. Ukraine cũng đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công ở nơi này. Bộ Tổng tham mưu cho biết, một chiếc máy bay Su-25 của Nga đã bị phá hủy gần Marinka. Trong 24 giờ qua, trên khắp Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hành 14 cuộc không kích và 2 cuộc tấn công bằng tên lửa, đồng thời bắn hơn 10 hệ thống tên lửa đa nòng vào các vị trí của quân đội Ukraine cũng như các cơ sở hạ tầng khác. Lực lượng Ukraine đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân Nga trong 24 giờ qua. Hãng thông tấn IAEA hôm 7 tháng 4 cho biết lính Wagner đang tiến tới các khu vực ở phía tây của Bakhmut. Theo một binh sĩ Wagner, nhiều đơn vị hiện đang được bố trí ở gần chính quyền quận của thành phố. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính ở phía bắc cũng nằm dưới sự kiểm soát của Wagner. Chiến binh này cho biết, trong quá trình rút lui, các đơn vị Ukraine đã cho nổ tung một tòa nhà ở trung tâm, kể cả tòa nhà chính quyền thành phố. Theo phóng viên IAEA Novosti, tòa nhà của cơ quan thanh tra thuế cũng bị cho nổ tung từ bên trong. Binh sĩ Wagner nói rõ, đây là một chiến thuật mới của quân đội Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã cho nổ tung các tòa nhà cao, vượt trội và kiên cố này để không bị lọt vào vòng tay Wagner, nhờ đó tự vệ dễ dàng hơn. Theo các binh sĩ, tòa nhà hành chính của Bakhmut đã bị nổ tung không chỉ vì mục đích quân sự mà còn vì mục đích tuyên truyền, để lực lượng Moscow không thể treo cờ Nga và biểu ngữ Wagner trên đó. Binh sĩ Wagner nói, việc xông vào trung tâm có chút khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, dùng tất cả các khẩu súng và khai hỏa dụ lực lượng đối thủ ra ngoài. Việc chiếm lấy các tòa nhà cao tầng là một chuyện khó khăn. Nếu chiếm được, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Theo ông Blinken, Mỹ có ý định hỗ trợ các chiến dịch này của quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ tự tin vào sự thành công của cuộc phản công này và lập luận rằng quyết định giành lại quyền kiểm soát Crimea nên do chính quyền Ukraine đưa ra. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Blinken đã gọi Ukraine là một nền dân chủ và cũng nói rằng trách nhiệm lãnh đạo đất nước hoàn toàn thuộc về Tổng thống Vladimir Zelensky, nhưng ông ấy cũng nên lắng nghe những nguyện vọng của người dân Ukraine. Trang quân sự Topka của Nga trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết Bộ Chỉ huy Ukraine đang chuẩn bị khoảng 40.000 quân dân cho cuộc phản công quy mô lớn, mục đích là cắt hành lang trên bộ tới Crimea và nếu thành công sẽ nỗ lực chiếm bán đảo. Bộ Nội vụ Ukraine đã thành lập lực lượng bảo vệ tấn công. Theo Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko, Ukraine vẫn có tiềm năng huy động đáng kể và hiện đang tuyển dụng một số lượng lớn binh lính. Các nguồn tin cũng nói rằng diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột vũ trang phụ thuộc vào cuộc phản công dự kiến của quân đội Ukraine. Nếu lực lượng vũ trang Ukraine không thành công trong việc cố gắng chiếm giữ các vùng lãnh thổ,
Sự lạc quan của các đồng minh phương Tây của Ukraine có thể bị suy yếu. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự hỗ trợ dành cho Kiev. Mới đây, trong sự kiện tổ chức cùng với quân nhân Hồi giáo, người Chacha sống ở bán đảo Crimea, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ chiến thắng trước cái ác trên bán đảo Crimea, đồng thời cũng tuyên bố giải phóng Crimea là con đường duy nhất cho cả Ukraine và cho cả thế giới. Ông nói, tương tự như việc chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, từ châu Âu đến Mỹ Latin, chúng tôi cũng mong đợi sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước chúng tôi, đó là toàn bộ mảnh đất Ukraine, từ Polishia đến bờ biển Đen và biển Azov, từ các thành phố đến phía bắc Sevastopol và Kerch. Tất cả các cộng đồng và người dân miền Đông và miền Nam Ukraine đều xứng đáng được sống và sống tự do. Ông Zelensky nói rằng khi Ukraine giành lại được Crimea, hòa bình sẽ trở lại với thế giới. Theo tờ Pravda của Ukraine, trước đó, Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã lên tiếng đề nghị Ukraine nhượng Crimea để chấm dứt chiến tranh. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng Ukraine không trao đổi lãnh thổ của mình và không có bất kỳ lý do gì để nhường lại dù chỉ là 1 cm đất của Ukraine. Một thượng nghị sĩ Nga ngày 7 tháng 4 cho biết quân đội Ukraine sẽ cố tăng cường các hoạt động tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 khi các thiết bị phương Tây mà họ sử dụng ít nhất có thể có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Chiến thuật chờ đợi của Ukraine là do các thiết bị quân sự phương Tây không phù hợp để sử dụng trong chiến đấu trong điều kiện lầy lội. Điều này cho thấy Ukraine sẽ cố gắng tiến hành các cuộc tấn công từ tháng 5 đến tháng 10 khi thiết bị của họ ít nhất có thể hoạt động hiệu quả. Ta dẫn lời người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Nga về Quốc phòng và An ninh, Viktor Bondarev. Ông khẳng định Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào từ lực lượng Ukraine. Kẻ thù sẽ bị đánh bại, Nga sẽ chiến thắng, đưa ra các điều kiện hòa bình vì an ninh, hạnh phúc và sức khỏe người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ chính mà quân địch Nga đang phải đối mặt vào lúc này, vị quan chức Nga nói thêm. Mới đây trên Telegram, thị trưởng thành phố Enerhoda thuộc tỉnh Zaporizhia, ông Dmitry Orlov đã kêu gọi người dân phải cẩn thận vì quân đội Nga đang lắp các quả mìn ở khu vực này. Ông Orlov viết, chúng tôi yêu cầu người dân Enerhoda vẫn còn đang bám trụ trong thành phố, hãy cẩn thận hết mức có thể. Lính Nga đang khoe khoang trên các trang tin tức là họ lắp bãi mìn xung quanh Enerhoda. Theo ông Orlov, quân đội Nga còn đang lắp bãi mìn ở thành phố Zaporizhia, khu vực ven biển, gần hồ nước Kakhovka và các khu rừng. Ông cho biết thêm, vào mùa xuân, mối nguy hiểm từ bãi mìn đã xuất hiện tại các ngôi nhà và cánh đồng, người có thể dẫm phải mìn hoặc trúng một quả đạn chưa phát nổ. Newsweek ngày 7 tháng 4 dẫn lời Tổng cục Tình báo Ukraine cho hay, ngày càng nhiều binh sĩ Nga đầu hàng trong cuộc chiến diễn ra ở nước này. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sự gia tăng mạnh mẽ là do kế hoạch về cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Kiev. Vitaly Matvienko, người phát ngôn của đường dây nóng Tôi Muốn Sống, cho biết số lượng đơn xin đầu hàng của các binh sĩ Nga đã tăng lên gấp đôi so với tháng trước, lên 3.000 đơn. Tôi Muốn Sống là một dự án được điều hành bởi Trung tâm Điều phối đối xử với tù nhân chiến tranh, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Ukraine và Tổng cục Tình báo. Dự án bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái để khuyến khích các thành viên quân đội Nga bảo vệ mạng sống bằng cách từ bỏ chiến đấu cho Moscow trong cuộc chiến. Chiến dịch phản công của Ukraine chưa bắt đầu, nhưng tác động của nó đã thấy rõ. Sự lựa chọn của một người lính Nga trong chiến tranh rất đơn giản, tử trận hoặc bị bắt. Tuy nhiên, hàng loạt các sự kiện bất ngờ, chớp nhoáng có thể thay đổi mọi thứ. Newsweek trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên. Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ về Ukraine đang ngày càng gây nhiều chú ý khi mới đây ABC News cho biết hàng chục tài liệu bí mật đã lần đầu tiên được đăng trên Internet vào đầu tháng 3, ngay sau khi chúng vừa được soạn thảo xong. Các tài liệu bí mật bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran và chương trình tên lửa của Triều Tiên, cũng như các khu vực khác trên toàn thế giới. Diễn biến mới làm nổi bật những lo ngại an ninh ngày càng lớn đối với Mỹ trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabri Nasai trước đó có nói rằng Bộ Quốc phòng đang tích cực xem xét các vấn đề và chính thức chuyển hồ sơ tới Bộ Tư pháp để điều tra. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, chúng tôi đã liên lạc với Bộ Quốc phòng liên quan đến vấn đề này
và đã bắt đầu điều tra. Chúng tôi từ chối bình luận thêm. Một trong những tài liệu được đăng tải trên mạng xã hội hôm 6 tháng 4 có bao gồm các chi tiết chính xác về chiến trường Ukraine, việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ về việc huấn luyện quân đội Ukraine kể từ ngày 1 tháng 3. Các tài liệu được đăng dường như không có kế hoạch quân sự dài hạn nào hay cuộc phản công của Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân này. Một quan chức Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đang nỗ lực để xóa bỏ các tài liệu này trên mạng xã hội. Nhưng cho đến hôm 7 tháng 4, những bức ảnh về tài liệu đó vẫn được đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm cả một bản đồ ngày 1 tháng 3 về tình hình chiến trường xung quanh Bakhmut. Thành phố là tâm điểm của cuộc giao tranh ác liệt trong những tháng gần đây. Những tài liệu đó cũng bao gồm các tài liệu tình báo của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran, chương trình tên lửa của Triều Tiên, Trung Quốc và các khu vực khác trên thế giới. Một quan chức Mỹ khẳng định rằng tài liệu này có giá trị tình báo hạn chế và dường như sẽ bị thay đổi so với các tài liệu gốc. Tuy nhiên, với thông tin các tài liệu có thể đã được đăng ngay sau khi chúng được quân đội Mỹ và tình báo Mỹ soạn thảo, làm dấy lên những lo ngại mới về tác động tiềm ẩn của việc này. Trước đó, The New York Times đưa tin rằng các tài liệu liên quan đến kế hoạch xây dựng quân đội Ukraine của Mỹ và NATO đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, những người tham gia cuộc họp đã tập trung vào các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin liên quan đến kế hoạch của lực lượng phòng vệ Ukraine. New York Times cho biết, Lầu Năm Góc cũng đang điều tra về việc làm thế nào mà các tài liệu liên quan đến kế hoạch xây dựng lực lượng phản công cho Ukraine lại được đăng tải trên các kênh truyền thông vào tuần này. Người phát ngôn của tình báo quân đội Ukraine, ông Andriy Yusov nhận định rằng có thể thông tin trong bài đăng là hoàn toàn hư cấu. Theo ông Yusov, dựa trên phân tích sơ bộ về bài đăng, số lượng thương vong trong các tài liệu này đều sai lệch và bị bóp méo, đồng thời một số thông tin đều lấy từ các nguồn tin không xác định. Ông Yusov nói thêm, tất nhiên chúng tôi sẽ đợi bình luận chính thức từ Lầu Năm Góc, nhưng tôi nghĩ công chúng Ukraine không có gì để đáng lo lắng. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak trước đó đã nói rằng bài đăng này giống như kế hoạch mà Nga thực hiện nhằm treo rác nghi ngờ về cuộc phản công của Ukraine. Ông nói rằng chúng chứa rất nhiều thông tin sai lệch và cho rằng Nga dường như đang cố giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột. Ông nói đây chỉ là một trong các trò chơi của tình báo Nga. Quân đội Ukraine trong nhiều tháng qua phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Moscow ở miền đông, chủ yếu tập trung vào thành phố Bakhmut. Kiev hy vọng lực lượng của mình có thể tiến hành các cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới để giành lại các vùng lãnh thổ. Ông Podolyak nói, Nga đang tìm mọi cách để giành lại thế chủ động, cố gắng tác động đến kế hoạch phản công của Ukraine. Hiện Nga chưa phản hồi về bình luận của ông Podolyak. Theo Newsweek Times, các tài liệu bị lan truyền dường như đã được sửa đổi một số phần. Trong đó, mức ước tính tổn thất quân sự của Ukraine cao hơn nhiều so với ước tính của phương Tây. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW mới đây nhận định rằng các trang blogger của Nga lo lắng và suy đoán trước các tài liệu quân sự mật của Mỹ và NATO về cuộc chiến Ukraine đã cho thấy họ lo sợ về viễn cảnh Ukraine sẽ phản công trong tương lai. ISW nói không tính đến tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ, phản ứng của Nga đối với các thông tin của Newsweek Times đã cho thấy nỗi sợ của họ về các cuộc phản công tiềm năng của Ukraine. Do đó, thông tin của Newsweek Times đã phơi bày một điểm đáng lo ngại trong không gian thông tin của Nga. Các phản ứng trước những tài liệu này cho thấy các blogger của Nga có thể đang xem xét lại những đánh giá và suy đoán của chính mình về cuộc phản công. Theo ISW, một số blogger nổi tiếng của Nga cũng đã ngay lập tức bác bỏ tính chính xác của các tài liệu này và cho thấy chúng là giả mạo, khẳng định các tài liệu bị rò rỉ để tung thông tin sai lệch, đánh lừa Bộ Chỉ huy Nga. ISW cũng dẫn lời nhà phân tích Eric Toller khi ông cho rằng các tài liệu này đã được lưu hành trên mạng sớm nhất là vào ngày 4 tháng 3 và vẫn chưa rõ tại sao những tài liệu này lại đến được với các phương tiện truyền thông chính của phương Tây hơn một tháng sau đó. Mới đây, cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych mới đây đã nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể đánh bại được những tham nhũng trong nước. Vì vậy, cách để đối phó là Ukraine cần phải được lãnh đạo bởi người khác. Theo ông Arestovych, vấn đề của Ukraine là tham nhũng, và đất nước này đang rất cần một nhà lãnh đạo ngăn chặn được việc này. Cựu cố vấn nhấn mạnh rằng, ông Zelensky đã không làm được điều này vì ông không thể đối phó với tham nhũng. Dù trong bối cảnh xung đột vũ trang hiện tại, ông có mọi lý do để đưa ra các biện pháp phi thường để giải quyết việc này.
Ông Arestovic nói thêm rằng, ngay cả khi Ukraine và Ba Lan cùng nhau liên minh dưới sự lãnh đạo của Warsaw, vấn đề tham nhũng vẫn chưa thể giải quyết được cho đến chừng nào ông Zelensky và chính phủ tham nhũng hiện tại còn lãnh đạo Ukraine. Sau khi từ chức cố vấn của Tổng thống Ukraine vào tháng 1 năm nay, ông Arestovic đã thường xuyên lên tiếng chỉ trích chính quyền Ukraine. Hiện các quan chức Bộ Ngân khố Mỹ và những quốc gia đồng minh đang nỗ lực ngăn chặn Nga lách được các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mục tiêu của Mỹ là không để Nga sở hữu công nghệ và có nguồn tài chính tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Mỹ nêu rõ một số đối tượng và mục tiêu trừng phạt chính bao gồm các chính trị gia, đầu sỏ chính trị và doanh nghiệp của Nga, tìm cách cô lập Ngân hàng Trung ương Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu, trừng phạt nhóm lính đánh thuê Wagner, làm suy yếu cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, và cuối cùng là áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Bất chấp tác động của các biện pháp hạn chế, Nga đã định hướng lại các thương mại và hợp tác với các quốc gia có quy định pháp lý dễ dàng hơn các tiểu vương quốc Ả Rập, Thống nhất hay Thổ Nhĩ Kỳ. Theo CNN, Bộ Ngân khố Mỹ còn giao nhiệm vụ cho Cơ quan Tình báo Quốc gia tìm ra các giải pháp trừng phạt để tiếp tục gây áp lực lên Nga. Dự kiến các nhà lãnh đạo, hệ thống tài chính toàn cầu sẽ tham dự cuộc họp vào mùa xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington vào tuần tới. Đây được xem là cơ hội để các quốc gia đưa ra biện pháp ngăn chặn Moscow tránh khỏi lệnh trừng phạt. Cũng trong cuộc họp mới đây của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, các quan chức cho rằng Trung Quốc đang ngày càng liên hệ chặt chẽ với Moscow, nhưng không có dấu hiệu nước này gửi hỗ trợ quân sự cho Moscow. Nhận xét nước này đưa ra khi Mỹ đang muốn gia tăng áp lực lên Nga bằng các lệnh trừng phạt. Một quan chức Mỹ nói với CNN là cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Nga. Mặt khác, nhiều báo cáo cũng cho thấy Nga đang mua vũ khí từ Triều Tiên và Iran. Theo các quan chức Mỹ, lệnh trừng phạt đã khiến Trung Quốc không thể tiến tới hỗ trợ nhiều cho Nga. Hồi tháng 1, Mỹ và các đồng minh đã trừng phạt một công ty vệ tinh của Trung Quốc vì nghi ngờ công ty này cung cấp tin tình báo cho Nga. Đồng thời, Mỹ cũng đưa ra một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận việc có can dự vào cuộc chiến ở Ukraine. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng sẽ không có một quốc gia nào có lợi thế nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài. Trong một cuộc đàm phán với ông Macron, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng điều duy nhất mang lại lợi ích cho toàn thế giới là lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Theo ông Tập Cận Bình, giải pháp chính trị là con đường đúng đắn duy nhất mà các bên liên quan nên theo đuổi. Trung Quốc đã hoan nghênh Pháp đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đồng thời, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Paris đóng vai trò xây dựng trong giải pháp hòa bình. Theo truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Pháp đã đánh giá cao sức ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh để chấm dứt cuộc chiến Đông Âu. Cả Trung Quốc và Pháp đều cho biết họ ủng hộ những nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine và phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân cũng như tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 7 tháng 4, các nhà điều tra Nga đã chính thức buộc tội phóng viên người Mỹ Ivan Gerkovich tội gián điệp. Theo TASS, anh Gerkovich đã phủ nhận mọi cáo buộc khi bị giam giữ. Tờ báo Wall Street Journal, nơi anh Gerkovich làm việc, cho biết họ đang nỗ lực bằng mọi cách để buộc Nga phải trả tự do cho anh. Đồng thời, Wall Street Journal cũng bác bỏ mọi cáo buộc gián điệp của Điện Kremlin. Phía Nga cho biết, các cuộc điều tra Tổng cục An ninh Liên bang Nga FBS cho thấy phóng viên Gerkovich làm gián điệp vì lợi ích của nước Mỹ. Anh ta kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố tham gia vào các hoạt động báo chí ở Nga. Theo TASS, FBS không tiết lộ thêm về vụ việc vì trường hợp của nhà báo người Mỹ được đánh dấu là tuyệt mật. Wall Street Journal đã yêu cầu Nga trả tự do cho Gerkovich ngay lập tức. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc Nga cáo buộc tội gián điệp đối với phóng viên Gerkovich. Lãnh sự quán Mỹ tại Nga không thể tiếp cận được với anh. Một số nguồn thạo tin nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp chính thức tuyên bố việc bắt giữ phóng viên của Wall Street Journal ở Nga là sai trái. Đây sẽ là động thái kích hoạt mọi nguồn lực của chính phủ Mỹ để buộc Nga trả tự do cho anh Gerkovich. Gerkovich là nhà báo Mỹ đầu tiên bị Moscow giam giữ với cáo buộc là làm gián điệp kể từ sau chiến tranh lạnh. Vụ giam giữ diễn ra sau một tuần khi chính quyền Washington cáo buộc một người công dân Nga tên Sergei
Vladimirovich Cherkasov làm gián điệp cho Moscow. Theo tổ chức nhân đạo Save Ukraine, có trụ sở tại Kiev, 31 trẻ em đã được trở về quê hương Ukraine từ biên giới Nga. Các em nhỏ kéo vali và đồ đạc cùng với gia đình qua biên giới. Các tình nguyện đã đón họ và đưa lên xe buýt để tiếp tục hành trình đi về thủ đô Kiev. Người sáng lập Save Ukraine, Mykhailo Kuleba chia sẻ trên mạng xã hội, các em là những người ở tỉnh Kharkiv và Kherson bị đưa sang Nga. Giờ đây, các em cùng với gia đình đã trở về Ukraine an toàn. Những đứa trẻ và cha mẹ của chúng sẽ được hồi phục về tâm lý và thể chất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho đến khi họ trở về nhà như bình thường. Tổ chức Save Ukraine nói với CNN rằng đây là lần thứ 5 họ đưa người Ukraine trở về nước từ biên giới Nga. Trước đó, một nhóm gồm 13 người mẹ đã được cấp giấy ủy quyền để họ được đón những đứa trẻ khác về Ukraine. Save Ukraine cho biết tổ chức không có liên hệ chính thức với chính quyền Nga. Họ hoạt động thông qua các kênh liên lạc với tình nguyện viên ở nhiều địa điểm khác nhau. Khi tòa nhà hình sự quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và ủy viên quyền trẻ em, bà Maria Lvova-Belova, chính quyền Moscow đã phủ nhận cáo buộc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga và khẳng định họ đang giải cứu trẻ em mồ côi ở Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Đông Âu. Ngọc Cúc xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!